Võ Thần Chúa Tể chương 5667, tiếng thối lưỡng nan, nhìn thấy ma lệ thế mà không chút do dự liền vọt vào, Ninh Mộc Giao lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, tần công tử, ngươi vị bằng hữu này thật đúng là thật dũng khí. Ninh Mộc Giao thưởng thức nhìn xem ma lệ, có tầng trần vết xe đổ ở phía trước, người bình thường cũng không dám ngu ngốc như vậy xông tới, quả nhiên, Tiểu Long cũng có chút khiếp đảm, một bộ sợ bộ dáng, run rẩy nói, lão đại, ta có thể không đi vào sao? ta thay ngươi ở đây bên ngoài trông coi như thế nào? Tần Trần mặt sạm lại, còn không mau cút nhanh lên đi vào. Tiểu Long run một cái, bất đắc dĩ nói, a. À. Nói xong nó trực tiếp nằm lên liệt dương thần quy trên thân, tiếp đó hướng về phía Ngục Long Đại Đế đạo, vị huynh đệ kia, ngươi đứng tại phía trước ta, vạn nhất có nguy hiểm, ta tới nhắc nhở ngươi. Ngục Long Đại Đế, hắn không nói gì, trực tiếp rơi vào liệt dương thần quy trên thân. Lúc này một nhóm mấy người cùng nhau đi vào đến rồi hư không thiên địa bên trong, cách đó không xa, Ninh Mộc dao nhẹ nhàng vung tay lên. Nhất thời, một đạo gợn sóng vô hình tràn nập mà đến, nguyên bản bao phủ phương thiên địa này hư không khí tức chậm rãi tản mát ra, đại ô quy, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Long có chút khẩn trương nhìn xem bốn phía nói, toàn bộ thân hình gắt gao ghé vào Liệt Dương thần quy trên thân, sợ bị hư không khí tức cho lan đến gần, phốc phốc. Nhìn thấy Tiểu Long bộ dáng Ninh Mộc Giao lập tức cười ra tiếng, làm Tiểu Long mặt mũi tràn đầy táo hồng, hận không thể tìm một lỗ mà chui xuống dưới, cũng may Tiểu Long vốn chính là U Minh Hồng Long. Khuôn mặt hồng đồng đồng cũng không nhìn ra khác thường, ngược lại là liệt dương thần quy ở nơi này hư không thiên địa bên trong không sợ chút nào, sáng ngời mắt nhỏ hiếu kỳ nhìn xem bốn phía, nháy nháy, rất nhanh liền đến gần tầng trần một nhóm, sau lưng mấy người nguyên bản mở ra đường hầm hư không, cũng chậm rãi bị hư không khí tức lại lần nữa lấp đầy, tần công tử thỉnh đợi đến ma lợi bọn người tới gần phía sau ninh mộc dao cười cười lúc này tại phía trước dẫn đường đứng lên các ngươi đều theo sát ta tần trần đối với ma lợi bọn người nói câu phía sau mắt nhìn hư không thiên địa bên ngoài rất nhiều tử linh nghi ngờ nói ninh cô nương ngươi những thứ này tử linh như thế nào không tiến vào ninh mộc dao lắc đầu nói bọn chúng đi vào cũng không ý nghĩa ở nơi này hư không thiên địa chỉ có ta sau khi tiến vào mới sẽ không chịu đến hư không khí tức tập kích bọn chúng kỳ thực cũng sẽ lọt vào công kích cho nên chờ ở bên ngoài lấy là được rồi là như thế này tần trần bừng tỉnh gật đầu một cái hắn còn tưởng rằng những cái kia tử linh tiến vào cũng sẽ không lọt vào hư không khí tức tập kích đâu nguyên lai like chỉ là ninh mộc giao một người tại ninh mộc giao dẫn đầu dưới một đám người cấp tốc hướng về phía trước có ninh mộc giao tại Bốn phía này hư không khí tức tự hộ có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng đồng dạng. Chỉ cần nàng đi đến địa phương nào, những thứ này hư không khí tức liền sẽ chủ động dừng lại. Sẽ không có chút quấy nhiễu, tần trần sợ hãi than nói, Ninh cô nương, cái này hư không khí tức đáng sợ như thế, lại đều chủ động tránh đi nơi đây. Ninh cô nương đối với cái này hư không khí tức trưởng khống thật đúng là thâm hậu. Ninh Mộc Giao lắc đầu cười khổ đạo, tần công tử nói đùa, bằng vào ta thực lực làm sao có thể chưởng khống những thứ này hư không khí tức nếu là ta thật có thể chưởng khống cũng sẽ không sợ cái kim minh tàn đại đế mang theo đại gia trốn ở nơi này ta kỳ thực chỉ là thông qua những năm này nghiên cứu và cảm ngộ đối với cái này hư không khí tức có hiểu rõ nhất định những thứ này hư không khí tức nhìn như không có quy luật chút nào kỳ thực có chính nó vận hành chuẩn tắc như gian hà đi thuyền chỉ cần thuận theo tự nhiên liền đi thì ra là thế Tần Trần gật đầu, mỉm cười nói, có thể nắm giữ những thứ này hư không khí tức quy luật cái kia đã rất hiếm thấy, ít nhất những cái kia tử linh ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy đều không thể trưởng khống, cũng chỉ có ninh cô nương một người làm được mà, bất quá ta tò mò là. Tần Trần hiếu kỳ nhìn xem ninh mộc dao, tất nhiên ninh cô nương có thể đi vào cái này tử linh quốc độ hạch tâm bản nguyên chi địa, vì cái gì không có đem hắn nắm giữ đâu. Nếu là có thể sắp tử linh trường hà một tia hạch tâm bản nguyên trưởng khống, lợi dụng tử linh trường hà chi lực, liền có thể cùng cái kia minh tạng đại để đối kháng đi. Ninh Mộc Giao cười khổ nói, trưởng khống tử linh trường hà bản nguyên hạch tâm, há lại chuyện dễ dàng như vậy, muốn làm đến điểm này, độ khó cực cao, ngoại trừ trong tinh đồn trời sinh đại đạo hồn thể có thể làm được điểm này bên ngoài, những người khác muốn trưởng khống, sợ là so với lên trời còn khó hơn. Nói đến đây, Ninh Mộc Giao lập tức cười khổ không nói, cái kia minh tàng đại đế tất nhiên một lòng muốn chiếm giữ tử linh quốc độ. Chẳng lẽ hắn có chưởng khống cái này tử linh trường hà bản nguyên nồng cốt phương pháp? Tần Trần nghi hoặc, Ninh Mộc Giao lắc đầu nói, có lẽ vậy, cái kia minh tàn đại đế, lời còn chưa dứt, đột nhiên, âm âm. Toàn bộ tử linh quốc độ chấn động mạnh một cái, ngay sau đó từng đạo kinh khủng tiếng oanh minh từ tử linh đất nước biên giới chi địa xa xa truyền đến, cho dù là thân ở cái này hư không chi địa tần trần mấy người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được đạo này đáng sợ sung kích tần trần trong lòng cả kinh vội vàng ngẩng đầu nhìn lại liền thấy nơi xa tử linh quốc độ trên đường chân trời không ngừng truyền đến từng đạo oanh minh bao phủ tử linh đất nước giới bích phía trên từng đạo khí tức đáng sợ ẩn ẩn truyền lại mà đến giống như là có không ít cường giả tại kịch liệt tiến công đồng dạng không tốt có người ở tiến công tử linh quốc độ ninh một giao sắc mặt bỗng dưng biến đổi cùng lúc đó một đạo ù ù tiếng oanh minh giống như kinh lôi tại giữa cả thiên địa ầm vang vang tới hư phía dưới tử linh nhóm nhanh chóng mở ra giới bích nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí đạo thanh âm này vô cùng băng lãnh phát ra làm cho người không rét mà run sát ý từ tử linh quốc độ hư không ẩn ẩn truyền lại mà đến cho dù là cách khoảng cách vô tận vẫn như cũ rõ ràng truyền tới nơi đây thanh âm này là minh tàng đại đế. Ninh Mộc Giao biến sắc, sau một khắc, trong tay nàng phút chốc xuất hiện một cái ngọc giảng, ngọc giảng lấp lóe ánh sáng nhạt, Ninh Mộc Giao thần thức trót vào trong đó, đang cảm giác đến trong đó tin tức sau đó, Ninh Mộc Giao trong đôi mắt lập tức toát ra tới một chút tức giận, tần trần nhíu mày, Ninh cô nương, phát sinh cái gì? Là minh tàng đại đế. Ninh Mộc Giao ánh mắt băng lãnh, người này mang theo minh giới rất nhiều đại đế tiến nhập tử linh trường hà đang tại tiến công ta tử linh quốc độ. Tiến công tử linh quốc độ. Đám người khẽ giật mình, đối với. Ninh Mộc Giao sắc mặt băng lãnh, ta cũng không biết hắn nói như thế nào động minh giới khác đại đế, trừ hắn ra. Bây giờ minh giới rất nhiều đại đế đều hội tụ tại ta tử linh quốc độ bên ngoài, muốn ta tử linh quốc độ mở ra giới bích, đáng giận. Ngươi không phải nói hắn sợ dĩ không tiến công tử linh quốc độ là bởi vì sợ bị cái khác tứ cực đại đế phát giác sao? ma lệ nghi hoặc vấn đạo lúc trước hắn đi theo tầng trần cùng ninh mộc dao sau lưng cũng lục tục ngon ngoe nghe được một vài thứ ta cũng không biết chuyện gì xảy ra lần này tới chỗ này không chỉ có là hắn minh giới tứ cực đại đế cũng đã xuất động ninh mộc dao sắc mặt khó coi nói ta người nói cho ta biết ngoại trường minh tàn đại đế bên ngoài ngũ nhạc minh đế thập điện diêm đế cùng u minh đại đế cũng đều tại ta tử linh quốc độ bên ngoài lần này phiền toái ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế đến rồi còn có u minh đại đế cái này sao có thể ma lệ cùng ngục long đại đế bọn hắn tất cả đều hít một hơi lãnh khí lộ ra vẻ không thể tin được ngũ nhạc minh đế cùng thập điện diêm đế không phải cũng tại tầng trần thiết kế phía dưới trở mặt thành thù sao tại sao lại đi theo minh tàng đại đế hơn nữa là bọn hắn hai cái thì cũng thôi đi dù sao bọn hắn cũng hiểu biết ngũ nhạc minh đế tự bạo hồn nhạc sơn vô cùng có khả năng đã phá hủy tầng trần thiết kế. Nhưng bây giờ U Minh Đại Đế thế mà cũng đi theo cùng một chỗ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? U Minh Đại Đế không phải tầng trần dưới trướng sao? Như thế nào cùng bọn hắn cấu kết cùng một chỗ, nghĩ tới đây, Ngục Long Đại Đế bọn người vội vàng nhìn về phía tầng trần, đại nhân, U Minh Đại Đế hắn, là bởi vì ngươi nhóm. Mà lúc này, Ninh Mộc Giao dường như nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tầng trần, ta hiểu được, Minh tàng Đại Đế sở dĩ sẽ mang nhiều như vậy Minh Giới Đại Đế đến đây. Nhất định là bởi vì các ngươi, nói đến đây, Ninh Mộc Giao mắt sáng lên, Tần Công Tử, xin lỗi, ta cần trước tiên thủ vững tử linh quốc độ, tạm thời không thể dẫn ngươi đi hạch tâm bản nguyên chi địa. Dứt lời, Ninh Mộc Giao không nói hai lời, quay người về một tiếng liền hướng lấy hư không thiên địa bên ngoài lao đi, Giao công chúa chậm đã. Ma lệ sắc mặt bỗng dưng biến đổi, vội vàng ra tay, muốn ngăn cản Ninh Mộc Giao, nhưng Ninh Mộc Giao tốc độ cực nhanh, tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, cả người đã tiến nhập hư không bên trong, cùng lúc đó, phù một tiếng, một đạo hư không khí tức phút chốc ngăn ở ma lệ trước người, nếu không phải ma lệ né tránh kịp thời, đạo này hư không khí tức sợ là trong nháy mắt liền có thể đem ma lệ thân thể cho vỡ ra tới, bạch bạch bạch, ma lệ vội vàng lui lại, sắc mặt khó coi nhìn xem cách bọn họ càng. Ngày càng xa Ninh Mộc Giao. Lo lắng nói, Giao công chúa, chuyện này cùng bọn ta không quan hệ, đã có địch đột kích, không nếu như để cho chúng ta cùng nhau đi qua, giúp ngươi một tay. Ninh Mộc Giao quay người nhìn xem Tần Trần một nhóm, sắc mặt khó coi nói, Tần Công Tử, xin lỗi, Mộc Giao không thể mạo hiểm như vậy, còn xin chư vị ở chỗ này chờ chốc lát, chuyện này chính là ta tử linh quốc độ sự tình, đợi xử lý xong sau đó, Mộc Giao chắc chắn tự mình đến đây nói xin lỗi. Nói xong lời này, Ninh Mộc Giao thân hình thoát một cái, cả người đã rời đi hư không thiên địa chỗ phạm vi. Hướng về phía canh giữ ở ngoại giới bọn người đạo đi, theo ta nghênh địch. Rầm rầm rầm, Ninh Mộc Giao dẫn dắt một đám tử linh cường giả nhào nhào phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên đã đi tới giới bích chỗ. Đem Tần Trần một nhóm lưu tại cái này hư không thiên địa bên trong, xong, lần này xong, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? sẽ không bị những thứ này hư không khí tức cho đánh chết a à. Tiểu Long Kinh Hải nhìn xem bốn phía mơ hồ hư không khí tức, có chút trung rẩy nói, chỉ thấy bọn hắn quanh thân phương viên mấy chục trượng bên trong. Cũng không hư không khí tức lưu chuyển, nhưng ở cái phạm vi này bên ngoài, lại có từng đạo hư không khí tức không ngừng lướt qua, chỉ cần vừa rời đi cái phạm vi này liền sẽ bị khủng bố hư không khí tức trực tiếp dạo sát, hóa thành bột mịn. Theo lý thuyết lúc này đám người bọn họ chẳng khác gì là bị lưu tại hư không thiên địa trên nửa đường có thể nói là tiếng thối lưỡng nan đại nhân chúng ta làm sao bây giờ ngục long đại đế khẩn trương nói gấp gáp cái gì tần trần thần sắc bình tĩnh ngưng thần nhìn về phía phía chân trời chỉ là nhíu mày trầm tư chẳng lẽ ngươi đã sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy ma lệ bỗng nhiên trầm giọng nói bạn đang nghe truyện tại tán tu chúc bạn nghe truyện vui vẻ